Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, sau 45 năm vào cái ngày Diệm Nhu bị chính thuộc hạ khai tử 2 tháng 11 năm 1963, những kẻ chống cộng lưu vong ở hải ngoại và một số thành phần phản quốc ở trong nước lại tưởng niệm và hối tiếc vì đã sai lầm khi giết Ngô Đình Diệm và cho rằng chính vì sai lầm này mà Ngụy Sài Gòn sụp đổ. Đúng là trò hề của lịch sử của một đám vong quốc nô. Dù cho có cả 100, 1000 Ngô Đình Diệm thì mãi mãi phi nghĩa sẽ không bao giờ thắng được chính nghĩa. Bất nhân không thắng được đại nhân và bất nghĩa chẳng bao giờ thắng đại nghĩa. Nhân dân Việt Nam sẽ đánh bại bất cứ kẻ thù nào dù chúng hùng mạnh và hung hãn đến đâu. Lịch sử dân tộc đã chứng minh điều đó. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Bác Hồ sẵn sàng thứ tội và mời Ngô Đình Diệm tham gia chính phủ cách mạng, nhưng Ngô Đình Diệm lại theo giặc và cái kết là bị khai tử. Của lão chăn bò Dương Vương Kinh. Thời Xuân Thu bên Tàu, Tề Hoàng Công là vua của nước Tề, vốn có thù với Quản Trọng, Quản Di Ngô, vì trước đó Quản Trọng từng bắn tên suýt giết chết ông. Nhưng sau đó biết Quản Di Ngô là người có tài kinh bang tế thế, nên Tề Hoàng Công không những không giết mà còn trọng dụng và giao trọng trách vực dậy nước Tề sau nhiều biến cố đã rất suy yếu. Để rồi sau đó, chính Quản Trọng đã giúp vua Tề đứng đầu ngũ bá. Ngô Đình Diệm vốn được Bác Hồ tạo điều kiện thuận lợi để trở thành một Quản Di Ngô, hoặc chí ít cũng là người có ích cho nước, cho dân, nhưng hắn ta đã bỏ chỗ sáng để bước vào bóng tối không lối thoát. Chính vì hám danh, hám lợi, hám quyền lực mà phản bội lại dân tộc ta, chọn ngoại bang để tôn thờ, hết thờ Pháp lại chuyển sang thờ Mỹ, trở thành tội nhân thiên cổ, để lại tiếng xấu muôn đời. Dù có nhảy xuống sông Hồng Hà hay Cửu Long muôn vạn lần cũng không sạch hết tội. Vào các năm 1930 và 1931, Ngô Đình Diệm đã giúp người Pháp đàn áp cuộc nổi dậy Xô Viết Nghệ Tĩnh của nông dân do những người cộng sản tổ chức. Ngô Đình Diệm vùi dập cách mạng vì ông không ủng hộ cách mạng. Ông cho rằng cách mạng không thể quét sạch người Pháp, có thể sẽ đe dọa quyền cai trị của quan lại, trong đó có hắn ta. Cũng chính vì thành tích đàn áp người yêu nước mà Ngô Đình Diệm từng làm đến chức Thượng Thư Bộ Lại của Triều Đình Huế, tương đương với Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày nay, thay cho Nguyễn Hữu Bài, và kể từ đó hắn đã làm tay sai cho giặc Pháp để tắm máu phong trào yêu nước của những người cộng sản kiên trung. Bác Hồ lấy đại cục làm trọng khi tiếp Diệm và mời ông ta tham gia cách mạng. Kho lưu trữ của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam Hà Nội có 6 cuốn sổ tay khổ giấy học trò, ngoài bìa ghi sổ tiếp khách. Đó là những cuốn sổ ghi hàng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp những người đã đến gặp Chủ tịch từ ngày 4 tháng 9 năm 1945 đến tháng 3 năm 1946. Có lẽ còn nhiều cuốn sổ tiếp khách nữa, nhưng bảo tàng không lưu trữ được, hoặc là mất, thất lạc, hoặc đến thời gian đó do nhiều lý do mà không tiếp tục ghi. Qua các sổ tiếp khách này, người nghiên cứu có thể thấy điểm nổi bật. Sổ đánh dấu số 5 ngày 15 tháng 1 năm 1946, bên cạnh tên các vị khách có dòng chữ Cụ tiếp Ngô Đình Diệm. Tháng 9 năm 1945, Ngô Đình Diệm bị Việt Minh bắt trên đường từ Sài Gòn ra Huế. Tại Huế, ông được anh ruột ông là Ngô Đình Khôi và con trai của ông Khôi là Ngô Đình Huân bị Việt Minh xử tử vì tội phản quốc. Ngô Đình Diệm gặp bác vào tháng 1 năm 1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Diệm tại Hà Nội với mục đích mời ông Diệm tham gia chính phủ liên hiệp. Canop, tác giả sách lịch sử Việt Nam, Việt Nam, A History, New York, năm 1991. Nhưng Diệm đã từ chối. Cuộc tiếp kiến Bác Hồ đã để lại cho ông Diệm một ấn tượng sâu sắc. Có lẽ vì vậy mà con người chống cộng cực đoan này chưa một lần nào thất lễ với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau này, trong một cuộc trò chuyện thân mật với anh Hai Nhạ, cán bộ tình báo của Việt Nam tại Dinh Gia Long, ông Diệm vẫn nhớ lại hình ảnh mảnh vẽ giản dị phong sương của cụ Hồ trong buổi tiếp. Cụ mặc quần short, chân đi dép cao su trắng với điếu thuốc lá trên môi, lời nói và cử chỉ rất mực lịch thiệp. Ông Diệm có thể thốt ra với Ngũ Ngọc Ngạ một câu, cụ Hồ là bậc đại nghĩa,
còn Qua là người tiểu khí. Nhưng nếu Qua nhận lời cộng tác với cụ Hồ thì Qua biết ăn nói thế nào với dòng họ Ngô về cái chết của anh Qua và cháu Qua bởi tay Việt Minh. Câu chuyện này là do ông Trần Quốc Hương, tức Mười Hương, nguyên bí thư Trung ương Đảng, người trực tiếp chỉ đạo mạng tình báo chiến lược ở miền Nam thời chống Mỹ, trong đó có Vũ Ngọc Nhạ, nói với ông Ngô Trần Đức đầu năm 2004. Qua một số tư liệu trên, chúng ta có thể thấy đối với Ngô Đình Diệm, cụ Hồ còn có ý định mời ông Diệm giữ chức quan trọng trong chính phủ như giáo dục, cải thiện mức sống nhân dân. Đó là việc làm của bậc đại nhân, đại trí, đại nghĩa. Bác Hồ lấy đại cục làm trọng, biết rõ tài năng của Diệm nên muốn cảm hóa hắn ta để phục vụ cho mục đích chung là đấu tranh để giải phóng dân tộc. Nhưng vì hám danh, hám lợi và không vượt qua được thù hằn cá nhân, Ngô Đình Khôi, anh trai Diệm, bị cách mạng xử tử vì tội phản quốc, nên hắn không nhận lời Bác Hồ. Sau cuộc gặp đó, Bác Hồ đã thả Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm lấy việc bất nhân, bất nghĩa để đáp lại việc làm đại nhân, đại nghĩa của Bác Hồ và cách mạng và quả báo cho kẻ bán nước. Sau khi được tha tội, Ngô Đình Diệm về sống ẩn dật với Ngô Đình Nhu ở Đà Lạt. Sang Mỹ năm 1950, được đào tạo ở các chủng viện ở Đại học Michigan, Ngô Đình Diệm được Bảo Đại đưa lên làm thủ tướng tháng 7 năm 1954, thay cho Bửu Lộc, Mỹ gây sức ép. Năm 1955, thực hiện cuộc trưng cầu dân ý giả hiệu để lật đổ Bảo Đại, Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống của ngụy quyền Sài Gòn, bọn ngụy hay gọi là nền đệ nhất Cộng Hòa. Phá hoại Hiệp định Geneva, Hiệp định quy định sẽ tổng tuyển cử trước 1956, nhưng Mỹ Diệm đã bội ước. Diệm ráo riết thực hiện mưu đồ chia rẽ lâu dài đất nước, chống phá cách mạng, thực hiện âm mưu của Mỹ biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, tàn sát người yêu nước với chính sách bạo tàn, giết nhầm hơn bỏ sót, ban hành luật 10 năm 59, lê máy chém khắp miền Nam, gây đau thương tan tóc cho đồng bào ta, nhân dân ta, ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Việt Nam sang Đông Nam Á, làm bàn đạp tiến công miền Bắc Việt Nam. Tuy vậy, Ngô Đình Diệm vẫn không đáp ứng được yêu cầu thực thi chính sách thực dân mới của Mỹ, nên Mỹ đã đưa một số tay sai mới làm cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, giết chết anh em Diệm Nhu. Ngô Đình Diệm là kẻ có tài năng, học thức, đó là điều không thể chối cãi. Tuy nhiên, hắn ta dùng cái tài đó vào việc bất nhân, bất nghĩa, nên cái tài trở thành tai ương, trở thành kẻ bất trí, phản quốc. Đúng như Nguyễn Du nói, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài, và chữ tài liền với chữ tai một vần. Theo giặc và bị giặc giết, không gì có thể nhục nhã hơn cho một kiếp nhân sinh. Sự đén hèn và nhục nhã của Diệm thì ngàn năm, nhật nguyệt cũng khó có thể che mờ. Cuộc đảo chính năm 1963 đã đưa anh em Ngô Đình Diệm xuống địa ngục của Trần Gian, đền tội trước nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, những kẻ giết hắn và cả gia tộc nhà Diệm lại là những kẻ đã dựng hắn lên và tôn thờ hắn một thời. Cái chết của anh em Ngô Đình Diệm là kết cục bi đát nhất cho kẻ cam tâm làm tay sai cho giặc để phản bội tổ quốc, tàn hại nhân dân. Với việc giết Diệm thì bản chất của đế quốc Mỹ cũng lộ rõ, đúng như lời Tổng thống Pakistan Ayub Khan đã nói với Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon: cuộc thảm sát gia đình Ngô Đình Diệm đã khiến các lãnh tụ Á Châu chúng tôi rút ra được một bài học khá chua chát. Làm đồng minh với Mỹ thật nguy hiểm, có lợi hơn nên đứng thế trung lập, và có lẽ hữu ích hơn nữa là nên làm kẻ thù của Hoa Kỳ. Có nghĩa là người Mỹ chỉ vì lợi ích quốc gia của họ mà thôi. Đối với kẻ làm tay sai thì họ dựng lên được thì cũng có thể hạ xuống như cái cách mà người ta lật bàn tay mà thôi. Và bây giờ, sau 45 năm, những kẻ chống cộng lưu vong ở hải ngoại và một số thành phần phản quốc ở trong nước lại tưởng niệm và hối tiếc vì đã sai lầm khi giết Diệm, và cho rằng chính vì sai lầm này mà ngụy Sài Gòn sụp đổ. Đúng là trò hề của lịch sử của một đám vong quốc nô. Dù cho cả 100, 1000 Ngô Đình Diệm thì mãi mãi phi nghĩa sẽ không bao giờ thắng được chính nghĩa. Bất nhân không thể thắng được đại nhân, và bất nghĩa chẳng bao giờ thắng đại nghĩa. Nhân dân Việt Nam sẽ đánh bại bất cứ kẻ thù nào, dù chúng hùng mạnh và hung hãn đến đâu. Lịch sử dân tộc đã chứng minh điều đó. Các ngươi nên nhớ rằng, lịch sử dân tộc nói riêng và cả thế giới nói chung, thì những kẻ phản quốc đều có cái kết tương đồng với Ngô Đình Diệm mà thôi. Không thể khác được. Giống bất nhân, bất nghĩa, nhân danh là trí thức, là nguyên thí quốc gia dưới vỏ bọc dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, nên lấy gương của Ngô Đình Diệm để tự răn mình,
buộc chỉ ngón tay để không bội phản, trở cờ, làm việc thất đức. Hãy nhớ cho rõ điều đó, nếu không các ngươi sẽ chỉ là tội đồ của dân tộc này, vạn kiếp không phai.